Trong vlog tổng hợp hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn lịch trình một ngày khám phá hai khu chợ nổi tiếng của Thái Lan. Một là khu chợ đường tàu Mekong với hình ảnh biểu tượng của đoàn tàu lướt ngang khu chợ trời nhộn nhịp. Hai là ngôi chợ nổi Amtawa với điểm đến đặc trưng văn hóa sông nước mà các bạn không thể bỏ qua khi có mặt ở Bangkok vào dịp cuối tuần. Và điều đặc biệt nhất của hành trình này là các bạn sẽ tốn chưa tới 70.000 đồng để di chuyển đến hai khu vực chợ này. Với những trải nghiệm trong suốt cung đường hôm nay, chắc chắn sẽ làm cho chuyến du lịch Thái Lan của bạn trở nên thú vị hơn rất nhiều. Cùng mình vào video để khám phá hành trình này ngay bây giờ nha! Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xiển Tô. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trạm tàu tên là Quang Nguyên Dài để đi đến một ngôi chợ tên là Mạc Long. Ngôi chợ này thì là một ngôi chợ rất là nổi tiếng với cái đường tàu chạy ngang qua cái khu vực bán hàng của người dân. Người ta thường gọi là chợ dù sập. Tại vì mỗi lần khi mà có cái chuyến xe lửa chạy ngang thì mọi người sẽ phải sụp dù xuống và dẹp hàng qua một bên. Đây là một trong những cái địa điểm khá là iconic, khá là nổi tiếng khi mà đến Bangkok. Đặc biệt là những người dân khách du lịch, họ rất là thích đi cái khu vực này luôn. Cho nên là sáng nay Leo quyết định sẽ thực hiện chuyến đi này để quay lại hành trình và giới thiệu cho mọi người. Hiện tại thì mình đã có mặt ở Quang Nguyên Dài và vừa mua vé rồi. Vé ở đây thì chúng ta sẽ mua trước một cái vé để đi đến khu vực gọi là Mahachai. Tại vì cái hành trình này nó sẽ có rất nhiều trạm tàu khác nhau. Để mình tóm tắt sơ sơ cho mọi người ha. Là từ ga Quang Nguyên Dài thì mình sẽ phải đi đến Mahachai. Sau đó thì bắt một cái tàu sang phía bên kia sông đến cái trạm tên là Banglem. Và từ Banglem thì chúng ta sẽ đi tới Mekong. Đó, cái hành trình của nó khá là dài và mất khoảng 2 tiếng rưỡi cho tới 3 tiếng. Hành trình cụ thể thì mình sẽ review trong suốt video, cho nên là mọi người nhớ coi đến hết clip để ghi nhận lại hành trình này ha. Bây giờ thì mình đã có vé rồi. Vé của mình thì sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ. Tất cả các cái thời gian chạy tàu thì mình sẽ để bên dưới phần bình luận. Mọi người có thể xuống dưới để click vào các đường link để xem ha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tìm cái gì đó ăn trước khi lên tàu. Đi cùng mình mọi người nha. Our black coffee, honey, cam đừng. Mình vừa order được một ly cà phê đen có honey, có mật ong. Ở đây là một trong những cái thương hiệu cà phê rất là nổi tiếng ở Bangkok luôn đó mọi người, Intanin. Cà phê này uống thì nó thiên về vị đậm hơn, cho nên bạn nào thích uống cà phê đậm thì có thể ghé thử cái hiệu này ha. Nói một chút về chặng hành trình lát nữa thì tàu sẽ chạy từ trạm Quang Nguyên Dài đến với trạm Ma Hải Chai. Ma Hải Chai có một cái chợ nông sản, à không, chợ hải sản rất là lớn luôn. Nó nằm ở tỉnh Samutsakhon. Cho nên lát nữa khi mà xuống dưới đó thì mình sẽ quay lại cái chợ hải sản đó cho mọi người coi. Dự kiến là chiều nay khi tụi mình ở trên đường về thì sẽ ghé cái chợ hải sản đó để ăn. Có gì mình sẽ review thêm cho mọi người ha. Ở khu vực trạm tàu Quang Nguyên Dài thì có bán rất là nhiều đồ ăn thức uống luôn ha. Cho nên mọi người có thể đến đây để ăn sáng và mình sẽ bắt chuyến tàu đi lên Ma Hải Chai. Mọi người nhớ kiểm tra thời gian tàu nha. Tại vì một lát nữa khi mà đến trạm bằng Clem thì nó chỉ có một vài trạm duy nhất. Ủa không, một vài chuyến duy nhất đi vào bên trong chợ Mẹt Long thôi. Thì lúc đó mình sẽ nói rõ hơn sau nha. Chả cá chiên, gà chiên. Tới rồi. Tàu tới, tàu tới. Chả lẽ là mọi người, hiện tại thì mình đã đến được trạm Ma Hai Chai sau khoảng 1 tiếng đồng hồ di chuyển, 7 giờ sáng tới 8 giờ sáng đã tới. Vậy thì là thời gian di chuyển thật là 1 tiếng nha mọi người. Khi đến trạm này thì mọi người nhớ vào check xem là cái chuyến về nó vào lúc mấy giờ để mọi người có thể biết ha.
Ở trước mặt Leo bây giờ đang là một cái máy có thể check được cái thông tin đó. Để mình quay cho mọi người coi. Đây là một cái máy bán vé tự động mà chúng ta có thể coi được cái khung giờ luôn. Hiện tại đang là ở Mahachai và nếu như mọi người về Quang Nguyên dài thì mọi người bấm vào đây và bấm Next thì nó sẽ hiện ra một loạt các cái bảng giờ ở đây cho mọi người xem. Có 9:35 nè, rồi 11:45, 3:25 và chuyến cuối cùng là 7:00 hoặc là 6:10 tối. Thì mọi người canh những cái chuyến này để mình có thể quay về cho nó hợp lý ha. Đó. Rồi, có thể mua vé ở đây được luôn, khá là hiện đại. Hoặc là mọi người mua ở đây không được thì có thể đến quầy vé ở phía bên này để mua ha. Đây là bên trong trạm tàu Mahachai. Và đi thẳng ra khỏi trạm tàu thì chúng ta sẽ tới được với chợ hải sản Mahachai. Một cái chợ hải sản rất to. Và đây là cái chợ hải sản của chúng ta. Ở trong kia người ta có bán cua đồng nè, bán ốc lột sẵn nè mọi người. Các loại khô xẻ nè. Ôi. Bên trong này thì còn rất là nhiều các khu chợ quầy hàng khác luôn. Bán cá chẽm nè. Bạn mình nói cái này là vây cá đuối, không biết đúng không? Vô chẳng. Thôi không vô đâu. Tôm rất là nhiều luôn mọi người. Giá ở đây mình thấy rẻ hơn ở trên Bangkok rồi nè. Con tôm to. Và có những cái sạp đồ khô. Phía trước mọi người nhìn thấy giống Chinatown ở trên Bangkok không? Có nghêu luôn. À nghêu khô. À cái này nghêu ướp sẵn hạt y khô nè. Cái này ăn liền luôn á. Ghê vậy. Mùa ha. Đó, rất là nhiều thứ luôn mọi người. Ở đây có con giống sò lụa quá ha. Quá trời mập luôn. Trời ơi, cua lột sẵn này mọi người. Theo như mình được biết thì mấy cái chợ cái chợ ở trong Bangkok thì thường lên đây lấy hàng hải sản về để bỏ bán lẻ ở dưới đó. Rồi rất là nhiều cá chỉ vàng hả ta. Mình sẽ tranh thủ quay thật nhanh để đi sang trạm tàu tiếp theo để kịp giờ đi vào trong Mekong. Một lát nữa đến cái trạm tàu của Mekong thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái khung giờ ha. Ôi rất là nhiều luôn. Trạm tàu của chúng ta bên này ha, nếu như mọi người ra và quẹo tay phải thì sẽ đi ra được cái bến phà để băng qua trạm tàu Băng Lem ở phía bên kia. Ở đây rất là nhiều khô luôn mọi người, khô mực, khô cá, khô nghêu. Wow, quá trời luôn. Ở bên trong kia là nguyên một cái nhà lồng chợ bán khô luôn. Có khô cá chỉ vàng nữa, khô cá tẩm mè nữa. Wow. Ý mực kìa. Nhiều lúm, có con mực to quá này mọi người, cái này là đồ trưng bày nha. Tôm khô ở đây nhìn rất mập luôn. Đây là khu vực mình đi ra cái bến phà để băng qua trạm Bằng Lem ở phía bên kia sau mọi người ha. Trời ơi, mình quay mấy cái khô này mà mình chảy nước miếng luôn á mọi người, nhiều lắm. Mọi người nghe tiếng rào không? Đây nè, ở đây bán rất là nhiều ghẹ cua. Ôi ghẹ gạch không là gạch. Ôi ở trên đây ốc hương bên này nó dạng giống như thế này nè mọi người. Cảm ơn khắp. Thấy có khô đuối. Có khô cá đuối nữa hả? Bạn mình thấy được khô cá đuối mọi người. Tôm nè. Trời ơi, con cua ở đây to quá nè. Ủa gì cái này càng cua không đúng không? Càng cua không thôi à. Bên đây là cua nè.
Đây sò lông, ghẻ, bạch tuộc, sò huyết, bạch tuộc, trời mực, ui đã chưa mọi người. Ở đây có bán luôn mấy cái loại hàu, gọi là hỏi năng rơm á mọi người, hàu sữa với lại cái đồ nước chấm ở bên này. Bây giờ đang mới có 8 giờ 5 sáng thôi cho nên mình chưa ăn hải sản đâu, chiều mình sẽ vòng lại. Đây, ở đây có nguyên một cái vựa luôn. Oh wow, quá trời quá đất luôn. Tôm xong các thể loại, wow. Ui, ốc hương hấp dẫn quá. Tôm càng xanh nè mọi người. Ha, quá trời tôm mực luôn. Ừ, khô cá đuối nè. Wow. Cậu Quân không? Cô rất là dễ thương là cô kêu anh kia né 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 ra cho bạn quay phim. Còn bên đây thì bán mấy con này chim chép. Ôi chim chép với vẹm hả? À vẹm hả? Quá trời nhiều luôn mọi người ơi. Quá trời luôn. Hy vọng là buổi chiều mình vòng lại thì vẫn nhiều như vậy để có thể quay tiếp. Khô nữa nè. Đây là cái đường đi ra cái bến tàu để băng qua bên kia sông mọi người hen. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua bên kia sông luôn. Nè, nếu như mình nhớ không lầm thì là cái tiệm này sẽ luộc hải sản giùm mình. Để chiều mình vòng lại, nếu như thật sự là tiệm này luộc cho mình thì mình sẽ quay lại cho mọi người coi nghe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra bến tàu ngoài kia để băng qua bên kia sông. Ở ngoài này thì có cái công viên và có một cái khuôn viên chùa ở bên đây. Ok, đi ra ngoài thôi. À, vé tàu lúc nãy từ Quan Nguyên Dài lên Ma Hải Chai chỉ có 10 bạc một người thôi nha mọi người. Và bây giờ để mình xem cái vé phà là bao nhiêu tiền. Ao sòn tua thao dài nè khắp. Hộp bạc. Hộp bạc. Cảm ơn khắp. Giá vé phà chỉ có 3 bạc một người thôi nha mọi người, quá trời rẻ luôn. Đây. Và cái phà của chúng ta đã tới. Đây là cái phà để băng qua bên kia sông. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xuống phà nha. Giống phà Việt Nam không mọi người? Bên kia sông đi xe máy qua bên này. Ok, lên thôi. Hiện tại thì chúng ta đã đến được với lại khu vực Tha Cha Lỗm. Khi mọi người mới vừa ra bến tàu sẽ thấy những cái họa tiết vẽ ở trên tường như thế này ha. Và ở dưới chân của mình mọi người để ý cũng sẽ có vẽ luôn. Đó. Và con đường này thì sẽ dẫn vào rất là nhiều chùa cũng như là khu vực ăn uống và bán các loại khô. Đây là cái bến tàu mà mình vừa bước ra nè. Và mọi người có thể đi những cái chuyến xe của các chú ở đây để ra cái bến tàu hỏa ha. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng khu vực này, chơi đến khoảng 10 giờ thì phải nhanh chóng đi ra ngoài bến tàu. Tại vì cái tàu đi vô Mekong thì mỗi ngày chỉ có 4 chuyến. Chuyến sớm nhất mình nhớ là 7 giờ rưỡi, chuyến thứ hai là 10 giờ 10,
chuyến tiếp theo là 1 giờ trưa và chuyến cuối cùng là 4 giờ. Mình sẽ để khung giờ chính xác của nó ở dưới màn hình này cho mọi người coi. Và ở xung quanh đây thì có rất là nhiều các cái nắp cống được trang trí rất là đẹp luôn mọi người. Đây, ở đây có một chú đang chà cái nắp cống này. Đẹp quá. Và rất là nhiều cái nắp cống khác ở đây. Nhiều lắm luôn á mọi người, dọc dọc ở đây người ta trang trí hết tất cả các cái nắp cống luôn. Xinh chưa? Và đây là con đường dẫn vô cái khu vực trạm tàu. Mình sẽ đi vô trong đó. Cái bản đồ này mọi người, lúc nãy thì chúng ta đang ở bên này chợ Mahachai và chúng ta vừa băng qua bên đây là khu vực của nhà ga Bàn Lem. Khu này tên là Tha Cha Lộm ha. Thì mình đang ở đây nè, bây giờ mình đi thẳng vô tiếp thì sẽ tới bến tàu. Cái đường nó nằm ở đây, bạn ở đằng kia. Trạm tàu của chúng ta nằm núp lùm trong đây nha mọi người. Cái đường đi vô nhìn nó lạ lắm. Đây cái tàu đứng đây và cái chỗ bán vé ở trong này. Như mình có nói lúc nãy với mọi người á, là cái chuyến tàu từ Bàn Lem này đi vô trong Mekong một ngày thì chỉ có 4 chuyến thôi, cho nên là mọi người chú ý phải canh giờ để làm thế nào mà mọi người có thể đến đây kịp 4 cái chuyến tàu đó để đi vào bên trong ha. Và chuyến cuối cùng từ ở trong Mekong đi ra ngoài này là 3:30, cho nên là mọi người phải sắp xếp lịch trình nha. Đây là cái hình vẽ ý chỗ cái chùa lúc nãy mình quay là đi ra đây quẹo cái là tới luôn rồi nè. Đó, bên kia có rất nhiều hình vẽ luôn. Bây giờ đang là 9:05, mình vẫn chưa đi ăn gì hết, nhưng mà mình muốn ghé vào đây để quay trước cho mọi người xem cái lịch tàu để mọi người chủ động ha. Trạm tàu rất là xinh luôn mọi người, nhỏ xíu thôi, nằm giữa một cái khu vực kiểu giống như là người ta chưa có đô thị hóa nhiều á. Booking ticket room, mình không có cần đặt trước đâu mọi người. Và đây là cái bến tàu nè. Đây to Mekong thì 7:30, 10:10, 1:30 và 4:40. Mình sẽ đi chuyến 10:10 vào bên trong đó. Một lát nữa sẽ dòng lại đây mua vé ha. Và đi ra ngoài đó sẽ là khu vực bờ sông. Trời, người ta vẽ rất nhiều hình luôn. 3 năm trước mình đi thì chưa có nhiều hình vẽ như thế này đâu. Cái chỗ này mới nè, nhưng mà bị đóng lại rồi. Để đi lên cho anh coi như thế nào. Thì cái thời gian mà mình thấy thích hợp nhất để mọi người đi qua cái trạm tàu này là giống như chuyến sáng nay của mình ha. 7 giờ mình đi từ Quang Nguyên Dài rồi tới đây là 8 giờ. Chơi đùa khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi mình tiếp tục đi. Wow, cái tàu ngoài kia đẹp quá. Tụi mình vừa vào một cái tiệm cơm ngay đây ha mọi người. Trạm tàu thì ở phía đằng kia, mọi người đi lại xíu thì có tiệm cơm của cô ở đây. Và tụi mình đã kêu ra một món cơm thịt heo xào với lại trứng ốp la. Và nó đây, bạn mình đang ăn. Ui, nhìn ngon ghê. Ngon mà. Cay à? Cay. Bây giờ đang là 9 giờ, không, 10 giờ kém 20. Và tụi mình ăn xong cái dĩa này thì sẽ đi vô trong kia mua vé và đi luôn. Bạn mình mới ăn xong và la cay, để mình ăn thử nha. Hấp dẫn quá. Đây là một trong những cái món quốc dân của Thái Lan luôn á mọi người. Cay thiệt nha, cay thiệt.
không? Mình ăn cay mà mình thấy nó the the cay cay rồi đó. Mọi người có ăn thì nhớ dặn ít cay lại. Nhưng mà rất là ngon, vị xuất sắc, thơm cái mùi lá hương nhu. Cay không? Tụi mình vừa mới ăn cơm xong và đã vừa mua vé. Vé chuyến 10:10 đi vô trong đó là 11:10 mọi người ha. Và tụi mình có mua kem nữa. Bạn mình xách cái kem chạy mất tiêu rồi. Trời nóng quá mọi người ơi. Đây là kem 20 bạc. À, giá vé vẫn là 10 bạc một người nha mọi người. Hồi sáng giờ đi tàu ở đây rất là đỡ tốn tiền luôn. Mỗi lần có 10 bạc thôi. Đây là kem, hình như kem dừa. Mắt lạnh, mắt lạnh. Chúng ta đã đến được với khu vực chợ. Chợ này tên là Rôm Phúc nha mọi người. Người trên tàu chào người dưới tàu. Ôi trời ơi. Xong chưa? Hello. Hello. Cái đường tàu nhỏ xíu luôn đó mọi người. Hello. Wow, hello. Rất là đông luôn. Mọi người thấy ở dưới người ta có bán hàng không? Đó. Bán cá, bán cá thịt loại, bán bánh thì bán luôn. Thiệt là vui vẻ mà. Hai bên chợ đã sụp dù xuống hết cho nên gọi là Rôm Phúc. Trời, sát mí luôn, sát mí luôn. Đây là khung cảnh ở trên tàu. Wow. Rất đông, rất đông. Wow. Vô trạm rồi. Yeah. Mình đã tới rồi mọi người ơi. Yeah. Ok, bây giờ cùng đi xuống thôi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi xuống dưới. À, ở đây sẽ có một chuyến tàu 11:30 xuất phát từ trong cái bến này ra ngược lại phía tàu của phía cái chợ đằng kia. Cho nên là tụi mình sẽ đứng chờ ở phía đó để quay cái cảnh từ ở dưới lên. Chào ở nhà công trường. Đây là cái tàu của tụi mình vừa xuống nè mọi người. Và khu vực này bây giờ đang rất đông và hỗn loạn.
chúng ta sẽ đi qua bên kia. À không, chưa đi được, đang đèn đỏ, đang đèn đỏ. Ok, tín hiệu đã được phát, chúng ta được đi. Đây mọi người thấy mấy cây dù không? Nó nằm ở giữa cái đường này luôn. Và lúc nãy nó vừa mới sụp xuống, bây giờ nó bung lên liền luôn. Quá là lẹ. Rất là đông. Ôi đông quá. Đông lắm luôn á, bữa nay chủ nhật nữa. Lúc nãy người ta nép qua hai bên đây nè mọi người, bây giờ thì đã tràn vô rồi. Trong đây thì có bán rất là nhiều đồ ăn, hầu hết là đồ chưa chế biến á mọi người, rau, củ, cá, các thứ. Đây nè, đây là dưới cái đường tàu nè. Đó, rau củ để rất là sát đường tàu luôn. Đây, đó, mấy cái cây dù, mấy cái bạc nó được giăng lại trở lại. Bây giờ đang là 11 giờ 15 phút. 15 phút sau thì tất cả các cái này nó sẽ sụp xuống một lần nữa để cho cái chuyến tàu ở trong kia chạy ra. Người dân người ta bung dù và bán lại rất nhanh luôn á, tàu vừa qua một cái là người ta bung ra luôn. À, tấp nập, tấp nập. Rất là hay luôn, đồ người ta để sát đường tàu luôn. À bên trong kia vẫn có đường đi kìa. Chắc mình đi vô trong này đi. Ở ngoài kia đông quá, tụi mình đã len vào phía bên đường song song với lại cái đường rầy ở ngoài. Wow. Cô vừa biểu diễn đó hả? Đúng rồi, cô vừa biểu diễn chặt dưa. Dễ thương. Bên trong đó là một cái khu chợ cực lớn luôn mọi người. Quá trời đồ tươi luôn. Wow. Một khu chợ rất thích nghi với hoàn cảnh. Bán cá nữa nè. Trời, mọi người thấy ở ngoài không? Đông đen. Cuối đường nào bây giờ phải quẹo lại ra ngoài đó rồi. Cái chỗ cô bán dừa hồi nãy bị kẹt mọi người ạ. Rồi me nè, nhìn chảy nước miếng chưa ạ? Ở bên kia nữa, bên kia là cái đường khác. Mình sẽ đi cái đường này. Ok, mình đi xuống luôn nè. Ở đây có mấy loại ếch nướng nè mọi người, chưa làm gì luôn, hình như là xuyên vô nướng luôn hay sao á. Sao ăn ta? Còn ở đây là cua đồng, muối, mực. Wow. Rồi, chúng ta đang đi tới phía gần rìa rìa ở ngoài của cái chợ rồi. Khu dưới đây thì đỡ đông hơn rồi nè. Nhưng mà cũng dài lắm á. Rất dài luôn á. Mọi người biết sao lúc nãy tàu chạy vô mà có rất nhiều du khách họ đứng hai bên không? Tại vì khi cái tàu chạy vô trong kia là bắt đầu họ tràn ra, họ chụp hình liền mới có cái tàu ở giữa cái đường ray được. Còn nếu như mà chờ vô bến rồi thì không có thấy cái gì hết. Sắc màu, sắc màu. Ở trên đây có vẻ là photo spot nè. Chuẩn bị đi lên đây. Mọi người thấy không, rau củ để rất là sát đường rầy luôn á. Mua đồ ở đây về chắc là phải rửa 7-8 nước luôn mới dám ăn. Hiện tại khá là nực cho nên là mình sẽ mua một trái dừa mình uống. Ao nừng nè khắp. Nừng nè khắp. Giá là 20 bạc một trái. Cảm ơn các. Mình đã mua được trái dừa để uống thử. Nhà mới rồi nè. Mát lạnh luôn. Ôi, núp vô đây thôi. Thì mình đưa cho bạn mình uống.
Chị bán dừa chỉ cho cái muỗng đó mọi người. Đã múc được cơm dừa ăn luôn. Văn từ lưa. Ở đây có một cái quán ăn nên làm rau quá mọi người. Ngồi chờ dài dài luôn. Ở đây có toilet cho nên hàng chi mọi người đứng nhiều. À đây rồi. Ôi khu này hết người đứng rồi. Khỏe rồi, khỏe rồi. Ok, hình như chỗ này là cuối đường rồi. Ok, khu này chụp hình ok quá nè. Bây giờ thì tụi mình đã nép vào một bên và chờ tàu lên. Và mọi người đang bắt đầu dọn tàu. Ủa lộn, dọn hàng. Mọi người đang sụp cái dù này xuống. Đó, mọi người thấy không? Ở đằng xa xa là bắt đầu sụp dù rồi đó. Bắt đầu dọn hàng vô nè. Và tất cả phải đứng lên trên cái ghế ở đằng kia luôn. Chết là tụi mình ngồi đâu sẽ an toàn nha. Tất cả các cây dù ở trong kia đã sụp xuống rồi. Giờ mình chờ hàng của chị này. Ủa, mấy bạn Tây đã đứng lên trên hết rồi. Bên đây đang rất là trộn rộn luôn mọi người. Dù bắt đầu được sụp xuống. Vài phút trước là đã sụp một lần rồi, bây giờ sụp tiếp. Đó. Rồi, nép vô. À, nó có một cái đường red line. Cô này vẫn đang rất bình thản nha mọi người. Cái hàng của cô nó thấp thấp cho nên là để luôn. Đó mọi người, tất cả đường đã được sụp xuống. Và đây là hiện trạng ở thời điểm này. Tất cả mọi người đang trông chờ. Dù đã sụp xuống hết luôn rồi. Hồi nãy tụi mình đứng ở đằng kia nhưng mà bị mấy cô không cho đứng nữa, phải đi vô trong cái đường, có cái đường mà line màu đỏ nha mọi người, đứng sau đó nha. Tàu tới. Tất cả các cô ở đây đều nhắc red line cho mọi người. Và cô đã nét vô. Tàu tới. Wow. Ờ, giờ này vắng quá, không ai chào mình ở từ ở trên hết. Giờ này người ta đi qua Alphawa rồi mọi người, ít người đi ra lại lắm cho nên là không có nhộn nhịp như cái tàu của mình lúc nãy. Wow, cái tàu đã đi rồi. Và mọi người đã bung dù trở lại. Ok, take a rest a little bit and then we go. Dù đã xuất hiện lại rất nhanh chóng luôn mọi người. Rất nhanh, dù đã được bung lên. Chỉ trong vài giây thôi mọi thứ đã trở lại bình thường rồi mọi người. Như chưa có chuyện gì xảy ra luôn. Hàng hóa lại tiếp tục được bày ra và buôn bán giao thương vẫn diễn ra bình thường. Như chưa có cuộc chia ly. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi về phía của trạm tàu.
để xem cái giờ tàu chạy ngược lại. Theo mình nhớ là chuyến cuối cùng ra ngoài sẽ là 3:30, cho nên là mọi người nhớ sắp xếp thời gian để mình quay lại khu vực trạm tàu này lúc 3:30 để đi ra ngoài ha. Bây giờ thì tụi mình sẽ tiếp tục hành trình để đi qua chợ nổi Amphawa từ đây và đi bằng sỏn thẻo. Đến khu chợ này thì cái việc mà mọi người, ôi khoan đã, trời ơi lương nè, lương. Mình đang định nói dở là đến cái chợ này thì hoạt động mà mọi người làm chỉ có là đứng chờ tàu đi qua rồi tàu đi lại để mình xem người ta sụp dù lên xuống, cho nên nó mới có cái tên là Rom Hub. Ôi đã đông đúc trở lại. Lưu ý nha mọi người, nó sẽ có những cái line màu đỏ như thế này, mặc dù nó đã bị mất màu rồi nhưng mà mọi người khi tàu chạy ngang thì phải đứng sau cái line màu đỏ đó. Đây nè, ở trong cái quán nè. Nhớ nha, đừng đứng ngoài nha, tàu chạy ngang rất là nhanh, nguy hiểm lắm. Đây là phía bên trong của trạm tàu Meklong, khi mà tàu đã đi mọi người ha. Mình sẽ đi xuống coi vé xem có đúng là chuyến cuối cùng 3:30 không, để mình canh giờ về từ Amphawa. Đây là cái trạm tàu nè mọi người, Meklong. Và cái chuyến tiếp theo mình thấy là nó sẽ tới vào lúc 2:30 và đi ra vào lúc 3:30. Đây là cái bảng của trạm tàu nè. Phía này là phía của Meklong đi vào, ủa không, phía của Bàn Lem đi vô Meklong là 7:30, 10:10, 1:30, 4:40. Còn bên đây là cái phía của Meklong đi ra lại Bàn Lem sẽ là 6:20, 9:00, 11:30 và 3:30 là chuyến cuối cùng thật sự luôn. Cho nên là bây giờ đi Amphawa thì phải tranh thủ về trước 3:30 để có tàu đi lại Bàn Lem và về lại Bangkok. Ở đây có một cái 7-Eleven và có một cái xe màu xanh đậu bên này. Đây là chiếc sỏn thẻo nè mọi người, xe hai hàng ha. Thì là nơi để mọi người có thể đi qua Amphawa. Lúc nãy thì rất là may có một chú local chỉ cho tụi mình. Mình sẽ để định vị của cái này ở dưới phần mô tả cho mọi người ha. Chứ bây giờ mình cũng không biết chỉ thì sao nữa. Bây giờ mình leo lên đây mình ngồi nha và mình sẽ chờ một lát nữa người ta chạy. Vô đây. Ok, đã lên. Tụi mình đã tới được Amphawa và bạn mình đang trả tiền cho mình. Nghe bảo là 8 bạc một người, để xem có đúng giá không? 10 bạc rồi hả? Đã lên 10 bạc rồi nha mọi người ơi. Ở đây là cái xe sỏng hẻo hen. Và đường vô Amphawa thì ở đằng này. Ok, bây giờ cùng đi thôi. Và phía trước mặt của chúng ta bây giờ đang là lối vô của chợ Amphawa. Cái đường này tên là Sombon mọi người hen. Đây là lần đầu tiên mình tới cái chợ này luôn. Rất là nổi tiếng rồi nhưng mà chưa bao giờ mình đi. Ok, tiến về phía trước. Khu vực chợ Amphawa này chỉ mở cửa vào các ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật thôi nha mọi người. Còn các ngày trong tuần thì tới đây sẽ không có hàng quán bán. Chợ thì vẫn mở đó, nhưng mà hàng quán không bán. Và mình đã vô được khu vực chợ rồi. Để mình quay cho mọi người coi. Rất đông đúc luôn, dòng sông ở chính giữa. Và hai bên lối đi. Đây là khu vực bên trong cái đường chợ nè mọi người, con sông ở chính giữa ha. Tụi mình sẽ đi tìm đồ ăn trưa. Rất là đông luôn đó, cái thuyền ở ngoài. Để mình tìm một cây cầu băng ngang mình quay cho mọi người coi. Tập hết khá. Ở đây có cái bánh phồng, hồi nãy bạn mình đòi ăn mà bán bự quá, trong này bán nhỏ hơn nè. Wow. Yeah, xong một cái. Tuyệt vời ông mặt trời. Ở đây có bán đồ lưu niệm nè, đồ ăn, quần áo kiểu Thái như thế này, nhìn xinh nè. Ý có mấy con chó tuổi thơ nè mà mặt của nó hơi kỳ.
Ê, mặt mấy con chó này kỳ quá. Mà gà nè mọi người. Đây là một cái quầy kẹo tuổi thơ. À, rất là nhiều thứ luôn. Ý, cái này là một trong những cái mà đến Alpha qua mọi người có thể mua nè. Ôi, chỉ có 60 bạc một cái thôi. Mua à. Một lát dòng lại mua nè, bây giờ mình sẽ đi ăn. Trời ơi, quá trời luôn. Ý, mấy cái nhỏ này chỉ có 20 thôi. Đúng rồi, trời ơi, xinh quá. Xinh quá. Lo ra thông luôn nè. Mua. Để mua cái này. Xong để dành cho chị mình luôn để chị mình mê cái này lắm. Ở phía trước còn rất là nhiều hàng luôn mọi người. Ở đây có chuối nướng nè. Thu hoạch đi khắp. Rồi, thiên đường ẩm thực rồi, chết rồi. Ở đây có mì thuyền. Wow. À, cái quán mì thuyền này có vẻ cũng rất là nổi tiếng nè. Và ở đây bán mứt dừa. Ở đây là một cái lối vô khác của chợ nữa mọi người, nhiều lối lắm. À, và đây là cái chỗ Iconic Check-in nè. Chợ Ampawa Floating Market. Còn con đã khó. Tiếng Thái của chợ Ampawa thì mọi người có thể nói là Ta Lạt Nám Ampawa. Ta Lạt là chợ mọi người ha, Nám là nước, chợ nước Ampawa. Đây là những cái thuyền để đi tour nè. Ở đây hồi nãy mình vô thì thấy là có tour 5 chùa, giá là 50 bạc cho một người. Tour đi ngắm đơm đớm đêm, giá là 60 bạc. Nhưng mà cái tour chùa hả mọi người, đi mất 2 tiếng đồng hồ lận, cho nên là mình sẽ không kịp để đi. Đó, có rất là nhiều cái thuyền mà cô bán hủ tiếu ở bên dưới. Bên này thì bán hải sản nướng. Và bên đây là khu vực chợ lúc nãy mình vừa đi nè. Và một cái dòng sông. Bên kia còn nữa, rất là đông. Chợ nổi ở bên này thì nó khác chợ nổi bên mình ha mọi người. Không phải là buôn bán trên thuyền rồi mình đi thuyền mình mua ăn đâu, mà mình sẽ ở hai bên bờ. Sau đó các cái thuyền này nấu đồ ăn tấp vô bán cho mình. Ở đằng kia mọi người thấy không, có cái quán. Người ta đang ngồi hướng về dòng sông kìa. Ôi, cái thuyền hải sản nướng dưới này hấp dẫn quá. Ok, mình sẽ chụp hình một xíu rồi đi ăn và sẽ quay lại cho mọi người ha. Trời bắt đầu có vẻ chuyển mưa rồi. Many, many minutes later. Mình vừa đứng một chút trên cầu thôi mà đã rất đông rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống ở phía bên kia. Đây. Cái dốc cầu này khá là dốc mọi người, nhìn xuống thấy cái đường hẻm bên dưới đang mua bán đồ kìa. Nhìn thích quá. Có một em bé đang lên cầu. Rất nhiều đồ, rất nhiều đồ. À, cô này bán cái loại bánh chiên mà mình rất là hay ăn nè, bánh khoai chiên. Để mình quay cho mọi người coi. Bánh này ngon lắm luôn đó mọi người. À, nhìn đã chưa. Bên đây đông quá. Ừ, giống cá hộp sáu vú quá nè mọi người. Giống cá trong kem. Cái này ngon quá. Wow, đông quá, đông quá. Thật là đông. Ôi, sò điệp nướng phô mai. Đông. Chả nước miếng. Ôi, đầy đủ cái thể loại đồ ăn trên cuộc đời này ở đây. Ý, đằng kia lại cái quầy bán mấy cái đồ nhỏ nhỏ nữa kìa. Mình sẽ đi một vòng trước, sau đó là sẽ kiếm đồ ăn. Mọi người, đây có mấy cây kẹp. Này kẹp lên đầu nha. Ôi nè. Ủa kẹp. Ôi, cái này kẹp mập chà bá vậy đó. Kẹp nguyên cái này lên đầu luôn mọi người. 50 bạc kẹp hết lên đầu nha, nguyên một cái dĩa. Trời, nhiều lắm, cưng quá à. Đó. Mọi người có thể kẹp con thằng làng nè, con rít nè, không có con gián nè, con gián bên này. Ở đây có 50 thôi.
Ừ, bên đây cái này 50 baht. Thích luôn á, quá trời luôn. Có móc khóa nữa mọi người. Đây, đây là cái con cá thu bẻ đầu giống cá hấp bên mình á. Biểu tượng của Thái Lan. Xinh quá. Xinh luôn lên, bên đây cũng nhiều lắm nè. Xinh nha, đẹp nha. Ok, mình đi tiếp. Cái mùi rất là cả bên đây có chả cá chiên. Có thót nữa không? Mấy người thân. Việt Nam nữa không? Việt Nam ok. Mực nè mọi người, ở ngoài sao có một cô. Thót, đồ cơm mắt nữa không? Việt Nam là phút thay khách dẻo luôn. Gặp một cô người Thái, cô hỏi mình đến từ đâu. Rồi mình nói với cô tiếng Thái. Bên đây đỡ đông hơn rồi nè. Ý, kẹo hồ lô dâu. Kẹo hồ lô dâu. Bên đây thì bán mực ong. À, có vẻ bên đây thì bán hỗn hợp hơn bên kia. Nè, quậy kẹo tuổi thơ nữa mọi người. Lại là một cái chợ dài vô tận khác. À, đây bán đồ mặc nè. Mọi người thấy mấy cái quần quần gì ta? Quần của võ sĩ Muay Thái. Muay ai? À, rất là nhiều. Cha, ở bên này còn dài lắm luôn á mọi người. Nè, các cái loại khô hồi nãy mình thấy ở bên ốc móng tay luôn kìa. Ừ. Dạ. Yeah. Đi khắp. Có ốc móng tay nè, có nghêu nè, có cua nè. Wow. Bên đây có khô mực cờ phun khắp. Bên đây có cá, cá muối. Thật đi khắp. Wow, có rất là nhiều loại trái cây ngâm ở đây. Ui, mình đã đi quá chậm rồi, sao kẹt rồi. Xin lỗi mọi người. Đi tiếp, đi tiếp. Ở đây bán đồ ngọt mọi người ơi. Mấy cái này giống mấy cái kẹo ở trên Đà Lạt quá ha. Mứt Tết, ừ, giống mứt Tết. Bên đây bán rất là nhiều các loại muối chấm luôn nè. Kẹt xe rồi, đông quá. Rồi, ở đây có mực nữa nè mọi người. Chết rồi, một lát mình sẽ phải mua mấy cái này về thôi. Một thót ha. Ôi, ở đây có dừa sáp nữa mọi người. Dừa sáp, dừa sáp nè. What happened? Wow. Dừa sáp, dừa sáp. Bên đây thì có me ngâm. Ôi, chạy nước miếng, chạy nước miếng với cái quầy này. Quá xuất sắc. Trời ơi, rất nhiều thứ. Wow, cái này đồ ngọt nè. Ngon quá. Đầu tôm chiên. À, bên này đầu tôm, bên này là tôm. Ở đây là kem. Ở đây là mấy cái lá cuốn đồ vô nè mọi người. Nhiều quá, nhiều quá. Mình thấy ở bên này người ta bán mấy cái con tôm tẩm. Ủa lộn, mấy con cua, con tôm tẩm này rất là nhiều. Giống ở đâu nè? Giống như ở Nha Trang, Phan Thiết đó mọi người. Khá là giống đây, mực nữa nè. Trời, ngon chưa? 3 bịch 100 á. 3 bịch 100. Ủa phải không? Hay là 100 một hộp? 3 bịch 100. Ý, ở đây là mắm. Mắm vẹn. Mắm vẹn. Nào. À, chúng ta đã đi hết con đường rồi. Lần đầu tiên đi hết con đường mà mình mừng vậy luôn á mọi người. Ú, ra một khu khác rồi nè. Yay. Nè, chỉ cái này đẹp dễ thương. Đâu? Con cá bẻ đầu. À, bà cá bẻ đầu. Mấy cái bánh bà cá bẻ đầu. Dễ thương quá. Ampawa. Wow. Trời, làm thành cái xuồng nữa nè mọi người. Bánh này quá trời luôn. À, cưng quá à. Ừ, đây trái cây tuổi thơ. Sao người ta bỏ vô cái này luôn, cưng quá vậy. Mấy cái xuồng này cũng là bằng gốm luôn nè. Cái này cũng bằng gốm luôn. À.
Ok, bây giờ tạm thời thì cái GoPro của mình đang chuẩn bị hết pin, cho nên là mình sẽ cắt máy ở đây và đi vô trong tìm đồ ăn. Một lát nữa mua được cái gì thì mình sẽ quay lại cho mọi người coi ha. Many, many minutes later. Hello mọi người, tụi mình đã mua được món đầu tiên. Đây là sò điệp nướng phô mai. Bạn mình đang cầm máy cho mình. Giá 5 con là 100 bạc ha mọi người. Mình sẽ chan cái sốt này lên trước. Cái chợ này khá là khó kiếm chỗ ngồi nha mọi người. Ý, xích vô, xích vô, xích vô. Chảy nước miếng. Ủa bây giờ phải làm sao ta? Cầm cạp luôn. Ủa cầm cạp luôn hả? Đúng rồi. Cạp luôn. Anh ăn nhiều rồi. Học quá. Sò điệp rất là tươi, phô mai ngon, có rắc thêm cái lá hương nhu gì ở phía trên đó mọi người, xong rồi chan thêm cái sốt thái này vô ăn cực kỳ bắt luôn, ngon. Và đây là món số 2. Mọi người nhìn nó ra là cái gì không? Đây là ốc móng tay, hình như là phơi khô sau đó tẩm ướp gia vị. Cái bọt này là 100 bạc nha mọi người. Mình sẽ thử nha. Ngọt ngọt. Không có cay. Có ớt nhưng mà không thấy cay nhiều. Cái con ốc móng tay nó được phơi xong rồi ướp vô đường đó mọi người, cho nên nó trong khe luôn. Cái này ăn với cơm ngon nè. Mà 100 bạc có chút xíu à. Có vẻ là mình nghĩ không mắc đâu. Là ốc móng tay bình thường cũng mắc rồi. Mà phơi khô. Phơi khô ra được một đống như thế này luôn. Ngon nha mọi người. Bây giờ thì tụi mình đang đứng ở bên bờ sông, không có chỗ ngồi, cho nên là đi tới đâu có đồ ăn mình sẽ review cho mọi người tới đó ha. Mọi người ơi, đây là cái ống hít mũi lớn nhất thế giới. Nhưng mà thật ra nó là cái đồ đựng đồng xu nha mọi người. Chúng ta đi tiếp. Hồi nãy bạn mình vừa gặp cú sốc đầu tiên á mọi người. Mua một cái mắc nét ở cái hàng kia là 50 bạc. Nhưng mà sau đó tụi mình đi qua đây thì chỉ có 45 bạc thôi. Rất là nhiều đồ ăn luôn. À, và cái khu bên này hình như là những cái nhà hàng riêng biệt nè. Wow, bên này mát mẻ hơn nè. Ủa, có mấy cái chỗ ngồi kìa. Ủa, phải không? Tiệm người ta hả? Ý, khu dưới này có vẻ thanh bình quá ha. Nhưng mà không có đồ ăn. Đây có vẻ là cái hướng đi các cái tour chùa nè, người ta chạy vô trong đó. Ở trong này thanh bình quá, không có đồ ăn rồi. Đây là cái chỗ vô khu vực đồ ăn nè mọi người. Thôi chắc tụi mình vòng lại đi kiếm đồ ăn tiếp. Tụi mình đã quyết định là sẽ bỏ con đường bên đây xong, đi qua lại con đường bên này xong bằng chiếc cầu gỗ ở đầu chợ. Có chiếc cầu gỗ bắc ngang qua phố. Bạn mình ca đó mọi người. Mình sẽ không cắt đoạn này đâu, bạn mình tưởng mình cắt nhưng mình không cắt. Mình đang quay non stop. Ồ, ở đây có mấy cái cây. Mấy cái gì? Chống chống. To. Hình như là ở khu vực phía này của chợ thì vắng hơn hẳn so với cái khu đồ ăn lúc nãy luôn. เรือไหมครับ ขอรับ ต่อ Wi-Fi ได้ครับ นั่งเรือ ไหมครับ ไม่เอานะ ครับ ขอบคุณ ครับ mấy chú đang giới thiệu cái tour đi mấy cái thuyền á mọi người, nhưng mà tốn thời gian quá, mình không có đủ thời gian, tại vì mình phải quay lại cái đường tàu kia vào lúc 3:30 để về lại Bangkok, cho nên là mình sẽ không đi. À, cái chỗ này là cái chỗ hồi nãy mình vô nè, đúng rồi. Mình sẽ đi lại cái khu này một lần nữa. Ôi, dừa sáp ở đây 80 bạc hả? Cái này phải dừa sáp không? Nó đó. Nó đúng không? 270 nè. Anh đây có phương thăm, mì chói, mì nấm tàn đây. Nấm tàn. Hay là lấy cái này.
อันนี้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันค่ะแต่อันนี้ทำแล้วยังไม่ได้ทำอ่ะอันนี้อ่ะไหนทำแล้วเนี่ยไม่ได้ทำครับยังไรกันไหนแต่พี่มีช้อนให้ช้อนมีน้ำปลาเอาวันนี้ฮะให้อันนี้กะทิรักกะทิได้ละเยอะซาบไปหมดเลยพี่ช่วยทำได้ไหมเอาช้อนตักได้เลยค่ะอันนี้ได้เอานี้นะครับแป๊บนึงลุงพันครับอะไรกันนะเออเยอะซาบ80 บาทDây là cái trái dừa sáp mà tụi mình vừa mua. Không phải là trái nữa, chỉ có nửa trái thôi. Giá là 80 bạc mọi người ha. Hồi nãy có phần 70 bạc chỉ làm sẵn rồi. Nhưng mà mình nghĩ là thôi mua cái phần chưa làm, tự múc ăn. Đây là phần trái dừa. Và chỉ cho thêm một chén đường. Và có cây muỗng cho mình múc luôn. Dừa sáp ở Việt Nam thì mình chưa ăn bao giờ hết. Cho nên là bây giờ để mình thử nha. Wow.Ở bên trong nó có nước nước mọi người ạ. Ôi, ha, nó thơm cái mùi của cơm dừa mà mình vắt ra thành nước cốt dừa để ăn chè á mọi người. Nó thơm liền cái mùi đó luôn. Ồ, ngộ quá. Và đây là cái nước sốt ở bên trong. Sệt sệt. Vị béo béo chứ không có ngọtVà đây là cái cơm dừa mà mình đang sáng thử nè. Wow, rất là mềm luôn mọi người ơi. Đúng liền. Thay vì cơm dừa bình thường mình ăn á thì nó sẽ giòn giòn, sực sực. Còn cái này thì nó sẽ bột bột, mềm mềm. Ê, hình như chấm với đường là hợp lý nha. Để mình sẵn một cái mình chấm với đường. Ở Việt Nam mọi người ăn cái này như thế nào chỉ mình với nha.Chấm thử với đường. Có vẻ là chấm với đường là hợp lý. Đây là đường. Chấm với đường sẽ dễ ăn hơn nha mọi người. Đây nó rất là mềm luôn. Biết mọi người thấy không ta? Sẵn nó ra được luôn á mọi người. Cơm rất dày luôn.Ăn không thì hơi nhạt, chấm với đường là hợp lý. Xuất sắc, ngon quá. Tụi mình lại tiếp tục đi qua một cái trục đường khác của ngôi chợ này. Và bên đây thì không có mái che. Bên đây khá là nắng.Người ta bắt đầu bán những cái ra thông này nè mọi người, để phục vụ cho ngày lễ lo ra thông, làm từ những cái bột á, để có gì thả xuống là cho cá ăn luôn, bảo vệ môi trường. Ôi trời, ủa bên đây đông quá ta. đông quá. Đây là trứng mực, à những cái quần Muay Thái nữa nè.Ôi, nhiều món quá à. Lại là những cái đồ treo móc nữa. Mấy quầy hàng ở đây thì nãy giờ đi thấy kiểu người ta lặp đi lặp lại á mọi người. Chắc là có nhiều chi nhánh rải khắp cái chợ. Ở đây bán mít nè. Bên đây bán đồ chơi hơi bị nhiều nha. Chất tớm vàoUi, à ở đây cũng bán chả cá chiên, chả cua chiên. À cái này thì kéo dài xuống phía kia luôn. Ok, quá là đông, ngợp quá. Five minutes later.Mình vừa thấy một cái quán khá là thú vị ở dưới này. À, các cô thì ngồi ở trên thuyền, và các anh bán hàng thì đứng ở dưới nước.
và chúng ta sẽ ngồi hướng ra bên ngoài. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới để order đồ ăn. Ở phía trước chúng ta là những mâm hải sản nướng đã được để sẵn. Bên dưới đây thì cô bán hàng cô ngồi ở dưới. Và đây là cái menu. À, bạn mình đã kêu một cái bạch thái nè, còn mình thì kêu một cái cơm chiên cua. Bên đây thì có cơm chiên hải sản, rồi hải sản sầu với lá hương nhu. Đó, cái hệ loại cái gì ta, cái này hồi sáng mình mới ăn nè. Heo bằm xào lá hương nhu. Đó, rồi cơm trứng chiên. Nói chung là cũng những món căn bản có thể ăn được ở trong Bangkok ha mọi người. Nhưng mà ra đây thì đổi không khí một xíu. Còn ở đây thì là các loại hải sản nướng. Hải sản thì một lát mình sẽ chờ về Ma Hải Chai mình sẽ ăn. Đây là cái view của mình. Later. Đây là bạc thái của bạn mình. Mình ăn ké tại vì cô làm bạc thái, cô quên mình kêu cao bạc bù. Cơm chiên cô trong cổ làm một chảo bạc thái khác cho những khách hàng đến sau. Cho nên mình quá buồn mình ngậm ngùi ăn ké. Cao bạc thái. Vị cũng ok. Cái mùi nước me ở trong bạc thái của cô này rất là nổi bật luôn á. Ăn vô cái nghe mùi nước me liền luôn. Ngon. Mình nghĩ cái vị này hợp với lại người Việt Nam nè. Rất là thấm vị. Ăn ké cho chót, mình ăn luôn con tôm. Tôm tươi mọi người. Cao bạch bù của mình đã ra. Ôi, rất là nhiều ghẹ mọi người. Kêu là bạch bù. Bạch bù là xào với cua á, mà này mình thấy ghẹ nha. Rất là nhiều luôn. Hạt cơm ở đây thì nó ẩm ẩm và cô có chiên thêm trứng nữa. Bây giờ thì mình sẽ dắt một miếng chanh vô. Và đây là cái chén nước mắm mà người ta cho kèm. Để mình ăn thử nha. Wow, thơm. Trời, dắt chanh vô cái nghe mùi bánh canh cua mọi người. Không hiểu luôn. Mình sẽ ăn không trước. Wow, ngon quá à. Nó có trứng cái nó béo béo. Để ăn thử cái ghẹ nha, coi có tươi không. Ghẹ tươi luôn. Quả công chờ đợi, ngon lắm mọi người ơi. Để mình dứt một miếng ớt vô mình ăn chung. Cho miếng nước mắm. Cay quá. Ngon. À, cái dĩa này là 50 bạc. Dĩa bạc thái của bạn mình lúc nãy là 40 bạc. Quá là rẻ. Wow, ở đây người ta làm mấy cái dumpling hả? Cái gì tao kêu là há chảo hả? Ui nhìn ngon quá. Nhìn hấp dẫn quá vậy. Lát dòng ra mua nè. Bên đây thì có đồ chiên. Ở trong khu vực chợ này có rất là nhiều các cái nhánh khác nhau nha mọi người. Ôi trời ơi, trên kia đông quá. Bên đây là cá nướng muối nè, tôm nướng mọi và cua hấp. Ôi nhìn mấy con mực kìa. Ở đây là nướng cá cẩm nha. Ở trong là nướng cá phi luôn mà. Ôi cái đường này nhỏ xíu. Rất là đông luôn. Có rong nho ở đây. Wow, đông quá là đông. Bây giờ đang là 2 giờ. Để xem 2 giờ mấy rồi. 2 giờ 13 phút. Mình phải đi thật nhanh để dòng lại kịp cái chuyến tàu về Bangkok. Sao mình thấy có mùi bị trễ trễ rồi đó.
Đây là một cái quầy xôm tằm. Mẹ kìm một léo đi xuống quầy à. Dễ thương. Ở đây hải sản nướng rất nhiều luôn nha mọi người. Một lát tụi mình thì có về cái Ma Ha Chai cho nên là bây giờ chưa muốn ăn ở đây. À, ở hướng kia là con sông lớn. Hình như là cái nhánh sông cái ở ngoài kia dẫn vô trong này. Wow. Mấy cái đồ ở đây nó bán khá là giống nhau. À, đây là một cái quán mì phiên rất to. Ý, cái quán kem dễ thương quá. Dễ thương quá đi. À, rồi chúng ta đã ra tới con sông cái ở phía ngoài. Ờ, con sông rất to ngoài kia. Ra tới sông lớn rồi. Và con đường thì vẫn còn rất dài. À, ở đây cô bán mấy cái khai nộm chiên, à, tức là đồ ăn ngọt. Ở đây bán các cái lúc diễn, bò viên, cá viên, heo viên. Wow, ngoài này cái sông đẹp quá. Mình wow mà chị bán hàng hết hồn luôn mọi người. Two thousand years later. Mình vừa quay lại con đường lúc đầu mua vài cái kẹp tóc tặng cho mấy bà chị của mình. Và bây giờ thì tụi mình đang hướng về phía cuối đường để mua một vài món đồ ngọt mà bỏ trong mấy cái xuồng đất với lại mấy cái nồi đất lúc nãy á mọi người. Giờ mình sẽ đi về phía dưới đó nha. Tụi mình vừa mua được 3 món, mỗi món 35 bạc, 3 món thì 100 mọi người ha. Đây, mình sẽ có cái con cá cookie này. Rồi tụi mình đã mua thêm. Ý, khó vô quá, để đi qua đây. Mình đã mua thêm bánh đậu xanh hình trái cây. Và mua thêm cái này. Cái này là chuối á mọi người, vị cà phê với lại vị lá dứa. Cảm ơn khắp. Rồi, có thêm một đống đồ luôn. Nè, ở đây tụi mình đã phát hiện ra một cái quán vừa bán nước, vừa bán trứng cút nước. Mình sẽ ăn hai sâu, một sâu này và một sâu này. Yeah, hai sâu. Ta ta. Cô gói vô cái lá chuối cưng quá kìa. Tôi là quà đi nước tương xịt một cách điệu nghệ. Hay đó anh Phát. Ao kha. Đội quân kha. Đi thôi. Và bây giờ thì tụi mình đã đến được với quán kem Mũ Đèn Alpha Qua. Cái quán này có một cái chi nhánh ở chốt phe nè mọi người. Ồ, rồi, tạm thời mình sẽ cắt máy để tìm vị kem nha. Sau đó mình sẽ quay cho mọi người coi. Nó có rất là nhiều vị luôn á mọi người. Và tụi mình cuối cùng đã kêu cái vị kem là xoài xanh và nước mắm. Nắm là quả. Mình sẽ múc lên đây. Em đi bé khai thì mong muốn nắm bao quả. Đó, đó là nắm là quả. Ở trong đó có tôm. Hết. Wow. Cảm ơn khắp. Cảm ơn khắp. Đây là hai cái trứng hảo lộn, hai cây trứng cút mà mình vừa mua là cây trứng không. Ừ.
Trời ơi, trứng cút cô làm vẫn còn lòng đào á mọi người. Ngon lắm. Còn cái bên đây là có cái gì quên rồi, anh cua. Ngon. Bỏ vô lá chuối nhìn cưng ghê á. Còn đây là cái kem hồi nãy mình mới vừa mua xong. Vị là xoài xanh với lại nấm là quản. Nấm là quản là nước mắm ngọt mà mình chấm xoài xanh đó mọi người. Trong đây có con tôm chà bá luôn nè. Sau đó là có mấy con tép ruốc nhỏ nhỏ ở bên trên. Trời ơi má ơi, mùi nước mắm nồng nặc luôn. Và đây là cái xoài xanh mà người ta làm dạng kiểu kem đá xay á mọi người. Chua chua, lạnh lạnh. Cái nước mắm ở trên thì nó mặn mặn, cay cay. Rất là đậm mùi nước mắm luôn. Cái Vũ Đèn Alpha Qua này thì có chi nhánh ở Chót Phe. Cho nên là mọi người có muốn ăn thì ra đó ăn cũng được ha. Không có cần đi xuống tuốt ở dưới này. Hôm bữa mình chưa ăn cái vị này ở trên đó. Để ăn thử con tôm chà bá này. Đây là con tôm. Hơi mặn. Ăn cái trên này không hơi mặn nha, phải ăn với kem. Trời ơi mát quá. Ok, bây giờ thì tụi mình đã ăn tới món cuối cùng rồi và chuẩn bị chạy ra sọn thẻo để về lại cái khu vực đường tàu Mekong để về lại Bangkok. Hẹn gặp mọi người lát nữa nha. Tụi mình đã về được tới Mekong. Và bạn mình đây bơ phờ. Đây là cái xe sổng thẻo nè mọi người. Và đậu lại chỗ cũ hồi sáng ha, 7-Eleven bên này. Ok, tụi mình sẽ đi vô đường bên đó luôn. Mọi người chơi trong Alpha Qua tranh thủ cỡ 2:45 hoặc là 2:30 là về được nha mọi người. Nãy giờ kẹt xe cũng hơi nhiều, cho nên mình nghĩ mọi người đi giờ đó ra là ok, chứ đừng để sát giờ đi bị kẹt xe hen. Bây giờ thì tụi mình sẽ vô lại trạm tàu Mekong để mua vé và về chuyến 3:30. Tụi mình đã tới được bằng lẻ sau bao lâu ta, 1 tiếng đồng hồ từ ở trong Mekong. Bây giờ đi ngược lại cái hành trình lúc sáng để về lại bên Ma Hai Chai và về Bangkok. Y ở đây có mấy cái xe kéo để mình coi. Thử xe kéo không ạ? Có nghe xíu nghe. Hình như hết trơn rồi. Y xe kéo dễ thương. Đây mình cũng định lên mà thấy mấy chú đào tội nghiệp quá. Thấy mấy chú đào tội nghiệp quá sao dễ thương. Định leo lên mà thấy mấy chú đào tội nghiệp quá. Thôi không leo lên đâu. Cực lắm. Đây là Tha Cha Lởm vào buổi chiều. Con đường lúc sáng mà mình có quay cho mọi người á. Qua đây mọi người nhớ đi chụp mấy cái nắp cống này nha, rất là đẹp luôn. Tụi mình đã quay được lại với Ma Hai Chai. Và cái tiệm hồi sáng mình có nói là không biết có phải là luộc hải sản hay không, giờ đóng cửa luôn rồi nha mọi người. Và cái chợ thì vẫn ở đây. À vẫn nhộn nhịp. Xuống cái chợ nào.
Tụi mình đang ghé lại để mua khô bịch trăm này nha. Ừ, bịch này trăm nè, mua bịch đó đi ạ. À, loại thứ hai chị em đá cái thùng kia. Đây có rất nhiều loại cá luôn mọi người. Cá chỉ vàng, sót mè nè. Còn đây nào hoa bảo ảnh. À, nhiều lắm luôn. Cái này là cái bánh con cá mà cắt sợi sợi ra. Wow, bên này là khô nè, nhìn ngon quá. Cá cơm. Cá cơm đó, hơi cá cơm. À, cá cơm đây. Sau khi đi dạo một vòng quanh chợ một lần nữa thì tụi mình thấy là rất là nhiều hàng đã đóng cửa. Cho nên là nếu như mọi người muốn mua hải sản thì tốt nhất là nên mua buổi sáng ha. Buổi chiều thì đã đóng khá là nhiều rồi. Và không biết tại sao mà cái quán hôm trước mình thấy là luộc hải sản giùm thì bữa nay nó biến đâu mất tiêu rồi. Cho nên là bây giờ không ăn được hải sản luôn. Thành ra là thôi, tụi mình đã mua được khô và các thứ rồi thì bây giờ tụi mình sẽ đi vô trạm tàu để mua vé về Bangkok luôn. Sẽ có một chuyến vào lúc 5 giờ 35 phút về lại Bangkok. Bây giờ thì mình sẽ đi vô đó mua vé và đi về nha. Mình vừa mua vé xong và bây giờ phải chờ thêm cỡ 20 phút nữa thì tàu mới chạy. Tranh thủ thì mình sẽ unbox những cái sáng giờ tụi mình đã mua. Rất là nhiều đồ luôn. Mặc dù là không ăn được hải sản nhưng mà mua được rất là nhiều đồ khô. Đây là cá cơm khô. Bao nhiêu đây? 30 bạc một bịch này. Đúng không ta? Ừ. Còn đây là nghêu ướp 100 bạc. Đây là mực. À, mực sữa ha ta, mực sữa nhỏ nhỏ 100 bạc. Đây người ta gói dễ thương ha mọi người, nhìn nó như cái bong bóng. Còn đây là tôm khô 180 bạc, con khá là bự. Bên cạnh đó thì ở Amphawa tụi mình cũng đã mua được rất nhiều đồ. Để mình mở ra cho mọi người coi. Đây là cái bánh cookie hình con cá bẻ đầu, giống cá hấp ở Việt Nam đó mọi người. Còn đây là một cái xuồng trái cây. Cái này thì phải ăn trong ngày, không thôi nó bị hư. Và cuối cùng là cái bánh chuối. Vị cà phê và vị lá dứa. Bỏ trong cái thố rất là đẹp ha. Ba cái này 100 bạc ở Amphawa nha mọi người. Và rất là nhiều đồ lưu niệm. Trời ơi, bây giờ như cái chợ, như cái sóc hàng đây. Rất là nhiều đồ lưu niệm luôn. Đây là cái kẹp tóc. Đây là cái mắt nét. Còn đây là một cái mắt nét rất bự của chợ Room Hub. Cái chị bán chị nói là chị tự làm luôn, cho nên tụi mình mua ủng hộ chị. Đó là tất cả những gì mà tụi mình đã tiêu xài trong ngày hôm nay. Chắc là tổng kết tiền vé với lại các cái đồ ăn đồ này nọ thì mình sẽ để ở cuối clip, mọi người xem tới thời điểm đó hen. Bây giờ thì chắc clip của mình cũng sẽ kết thúc tại đây luôn. Cảm ơn mọi người đã theo chân tụi mình trong hành trình ngày hôm nay nha. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha. Để không bỏ lỡ các nội dung thú vị khác trên kênh, các bạn có thể click vào video và playlist đang được gợi ý bên dưới để tiếp tục theo dõi.